anh Rơ Chăm Trên là bí thư chi đoàn làng kênh xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pả. Gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo của xã, đời sống còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, huyện đoàn Chư Pả đã hỗ trợ gia đình anh Trên mô hình heo sinh kế với tổng giá trị 6 triệu đồng. Rất mừng, rất cảm ơn các đồng chí và mình rất phấn khởi, và để nuôi lên con heo phát triển kinh tế sau này thì được phát triển mạnh hơn, giàu có. Chăm sóc thì cho nó ăn đầy đủ và cho thêm các thực vật để phát triển và chăm sóc nó mạnh to hơn nữa. Bên cạnh đó, huyện đoàn đã tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện ý nghĩa tại xã Gia Ca, cụ thể như ra mắt câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và du lịch, ra mắt câu lạc bộ cồng chiêng thanh thiếu nhi, trao tặng đường cây thanh niên gồm 100 cây muồng hoàng yến, 2 camera an ninh và một mô hình heo sinh kế tại làng Brom số 2, trao 5 đàn gà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở Gia Ca. Đoàn thanh niên thì đoàn xã Gia Ca sẽ tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của huyện đoàn, như là tổ chức lễ phát động ra quân tháng thanh niên, rồi tổ chức tổng nhận vệ sinh, ra quân ngày chủ nhật xanh, rồi hưởng ứng ngày đoàn viên, rồi tổ chức kết nạp đoàn viên, tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên đông đảo tham gia cùng với đoàn xã cũng như là thanh niên tại địa phương tham gia tích cực, tham gia các hoạt động phong trào của đoàn xã rồi huyện đoàn tổ chức. Trong tháng thanh niên, huyện đoàn Chư Pả thực hiện 10 chỉ tiêu trọng tâm với những phần việc gồm tổ chức một hành trình đến với di tích, địa chỉ đỏ của đoàn viên thanh niên, xây dựng một công trình thanh niên, phối hợp tổ chức hướng nghiệp cho 880 đoàn viên thanh niên và giới thiệu việc làm cho ít nhất 180 thanh niên. Qua đó tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thì Ban Thường vụ huyện đoàn triển khai thực hiện các nội dung như là tặng cái tuyến đường cây thanh niên cho làng xây dựng nông thôn mới, đồng thời đó thì tặng camera an ninh để thực hiện cái chỉ mục tiêu là đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời thì tặng các cái mô hình sinh kế cho học sinh cũng như là đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Một nội dung nữa đó là chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng 3 ngôi nhà hạnh phúc và sẽ tiến hành khánh thành vào cuối tháng 3 chào mừng ngày 93 ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì chúng tôi triển khai phát động cuộc thi xây dựng các cái mô hình về di tích lịch sử và địa danh của quốc gia để nhằm tuyên truyền về ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống của dân tộc. Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi hiệu quả, đoàn viên thanh niên huyện Chư Pả đã và đang thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.